Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Nguyễn Phú Trọng muốn loại tướng Lương Cường bằng cách vừa đấm vừa xoa. Trước đại hội lần thứ 13, thông tin rò rỉ cho biết ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ không còn ở lại trong Bộ Chính trị. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Lịch đang nắm chắc chắn sẽ chuyển sang tay một người khác. Đây là hình ảnh vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng cho Lương Cường và Tô Lâm. Trước đại hội lần thứ 13 khá xa, đó là vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng cho ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thì ông Lương Cường là tên tuổi được giới thạo tin đánh giá là có triển vọng. Ai cũng biết rằng ông Tô Lâm là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong rất nhiều vụ án khó nuốt như vụ Trịnh Xuân Thanh. Có thể nói ông Tô Lâm là công thần dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên Lương Cường là một tướng quân đội mà lại là tướng chuyên về tuyên huấn nên ông ta không được dân biết đến nhiều như Tô Lâm. Việc đứng chung hàng với Tô Lâm nhận quân hàm đại tướng cho ông Nguyễn Phú Trọng trao thì cũng thấy tầm quan trọng của ông Lương Cường đối với ông Nguyễn Phú Trọng không hề đơn giản. Ông Lương Cường tuy làm công tác tuyên huấn trong quân đội, nhưng nói về tư tưởng thì ông Lương Cường là người nhận trách nhiệm truyền đạt tư tưởng của người đứng đầu đảng vào tất cả các sĩ quan trong quân đội. Từ vị trí công tác thì ông Lương Cường rõ ràng là người thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng chứ không xa lạ gì. Ông Cường không nổi bằng ông Tô Lâm vì ông Cường không đi bắt bớ những vụ án lớn như Tô Lâm vẫn làm mà thôi. Theo báo Người Lao Động thì việc đảng và nhà nước phong hàm đại tướng đối với ông Tô Lâm và ông Lương Cường thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang, là sự ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi người đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an, cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Lúc đó, khó mà phân biệt được ai có vai trò quan trọng hơn đối với ông Nguyễn Phú Trọng, và dư luận cho rằng ông Lương Cường đang mất dần lợi thế và vì sao lại như vậy. Cá nhân nào mà có thể thay thế được thì rất khó giữ lợi thế, còn cá nhân nào đóng vai trò không thể thay thế thì rất khó mất lợi thế. Ông Tô Lâm là nhân vật rất quan trọng đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Chính vì vậy người ta đánh giá ông Tô Lâm sẽ giữ lại chức Bộ trưởng Bộ Công an. Vậy thì liệu rằng ông Lương Cường đối với ông Nguyễn Phú Trọng có quan trọng như ông Tô Lâm hay không? Công tác tuyên huấn trong quân đội là công việc rất cần thiết. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ông Lương Cường không thể thay thế mà rất có thể có nhiều lựa chọn khác nữa. Mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng cho bổ nhiệm ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ông Nghĩa và ông Lương Cường là hai người cùng ngành tuyên huấn trong quân đội. Như vậy, qua sự cất nhắc này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng cảm tình với ông Nguyễn Trọng Nghĩa hơn ông Lương Cường. Theo đánh giá của giới quan sát, giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Bộ Chính trị chuẩn bị để cơ cấu cao hơn. Còn đối với ông Lương Cường thì sao? Ông đã có hàm đại tướng và là ủy viên Bộ Chính trị. Vậy ông sẽ có cơ cấu nào và ở đâu? Đây là hình ảnh ông tướng Lương Cường ngày một mất dần vị thế của mình. Ban đầu khi mà ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng cho ông Lương Cường, theo đó là tuổi của ông Ngô Xuân Lịch tính đến năm 2021 là vượt quá 65 tuổi, xem như không còn cơ hội để giữ chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lúc đó dư luận cũng xôn xao rằng ông Lương Cường là người mà Nguyễn Phú Trọng sẽ cơ cấu để giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho Ngô Xuân Lịch. Tuy nhiên, đến Hội nghị Trung ương lần thứ 14 diễn ra giữa tháng 11 năm 2020, thì thông tin rò rỉ cho thấy trong Bộ Quốc phòng nổi lên một nhân vật mới, đó là Phan Văn Giang. Khi đại hội lần thứ 13 diễn ra, cả ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường đều trúng cử vào Bộ Chính trị và lúc này Bộ Quốc phòng xuất hiện hai con hổ. Như vậy, chuyện đấu nhau tranh chức bộ trưởng là điều hết sức khó tránh khỏi. Tuy nhiên, theo những gì báo chí đăng tải gần đây cho thấy, hoạt động của ông Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang rất nổi. Hầu hết là ông thay thế vai trò của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch. Theo giới am hiểu thì hiện nay Phan Văn Giang có ưu thế hơn Lương Cường. Và câu hỏi đặt ra là khả năng ông Lương Cường bị tuyên chuyển đi đâu. Hiện nay, theo khả năng ông Lương Cường sẽ ngồi một trong ba vị trí sau. Thứ nhất là ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thứ nhì là ngồi vào ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thứ ba là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Cần phải phân tích đầy đủ ba khả năng để biết ông Lương Cường sẽ đi về đâu.
và việc điều chuyển ông Lương Cường thì tất nhiên người ta cũng hiểu ý đồ của Nguyễn Phú Trọng hiện nay. Đây là hình ảnh có tin cho rằng ông Lương Cường sẽ ngồi vào ghế bà Tòng Thị Phóng để lại. Về ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì tuy ông Lương Cường vẫn còn cửa, nhưng cánh cửa đó đang hẹp dần vì ông vấp phải một đối thủ quá mạnh là ông Phan Văn Giang. Báo chí gần đây đang ngụ ý rằng ông Phan Văn Giang sẽ thay ông Ngô Xuân Lịch, đại tướng đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về chiếc ghế Tổng cục Chính trị thì ông Lương Cường có cửa ngồi lại khá cao khi mà gương mặt sáng giá nhất có thể thay thế ông trong vai trò chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đã được ông Nguyễn Phú Trọng thuyên chuyển về làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Có một khó khăn là việc quy tắc lâu nay của Bộ Quốc phòng là chỉ có một chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị dành cho Bộ trưởng. Với chức Ủy viên Bộ Chính trị, ông Lương Cường khó mà được Bộ Chính trị chấp thuận ở lại chiếc ghế cũ. Còn lại chiếc ghế Chủ tịch Thường trực Quốc hội, chiếc ghế mà trước đây bà Tổng Thị Phóng đã ngồi. Tiêu chuẩn của chiếc ghế này là Ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, về nhiều thực quyền thì chiếc ghế này kém nhất. Kém ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thậm chí kém luôn cả chiếc ghế Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu bị đẩy sang chiếc ghế Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thì xem như ông Lương Cường như là đại bàng đã bị cắt trụi cánh, không có khả năng bay xa và săn mồi được nữa. Và dư luận đã đưa ra đánh giá rằng ông Nguyễn Phú Trọng có trò vừa đấm vừa xoa ông Lương Cường đây khá cao tay. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2015, trước thềm đại hội lần thứ 12, ông Chủ tịch nước lúc đó là Trương Tấn Sang đã thăng quân hàm đại tướng cho hai ông là Đỗ Bá Tị và Ngô Xuân Lịch. Lúc đó, Đỗ Bá Tị nắm chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, còn Ngô Xuân Lịch nắm chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dư luận đặt cược vào ông Đỗ Bá Tị hơn là Ngô Xuân Lịch, vì ông Tị là tướng võ đúng nghĩa, còn ông Ngô Xuân Lịch chỉ là tướng văn không thích hợp lắm cho chức Bộ trưởng. Tuy nhiên, nhận xét của dư luận không hẳn đã đúng, vì bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam còn có những nhóm lợi ích đấu đá nhau. Nhóm nào mạnh thì người của nhóm đó sẽ lên, chứ không phải xét ở năng lực quản lý. Đến đại hội lần thứ 12 vào năm 2016, ông Ngô Xuân Lịch trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị, còn ông Đỗ Bá Tị thì không kết quả. Và kết quả xem như đã ngã ngũ, ông Ngô Xuân Lịch đã đá văng ông Đỗ Bá Tị ra khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Để an ủi, ông Nguyễn Phú Trọng đã đẩy ông Đỗ Bá Tị sang làm phó cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân, một chức hữu danh vô thực. Hành động không để ông Đỗ Bá Tị ngồi lại chiếc ghế Tổng tham mưu trưởng là một cú đấm rất mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng dành cho ông Tị. Hành động chuyển ông Tị qua làm Phó Chủ tịch Quốc hội là hành động xoa dịu nỗi đau mất quyền lực của ông tướng bại trận Đỗ Bá Tị mà thôi. Và ông Trọng cũng hết sức cao cờ, biết vừa đánh vừa xoa để kẻ thất bại không phải điên tiết mà phản đòn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng rất giỏi việc vừa đánh vừa xoa. Hiện nay trường hợp của ông Lương Cường khá giống với ông Đỗ Bá Tị trước đây. Cửa vào chiếc ghế Bộ trưởng đã quá hẹp vì vấp phải đối thủ quá mạnh như Phan Văn Giang. Và như đánh giá của giới thạo tin thì ông Nguyễn Phú Trọng đang ủng hộ Phan Văn Giang và bỏ rơi ông Lương Cường. Tuy nhiên, lỡ ủng hộ Lương Cường vào Bộ Chính trị thì phải bố trí một chiếc ghế cho phù hợp chức Tổng tham mưu trưởng chỉ dành cho Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Bộ. Là điều cũng chưa từng có vì trước đến nay chỉ có Ủy viên Trung ương mới nắm chức này. Chính vì vậy phải chọn cho ông Lương Cường chiếc ghế tương xứng. Chiếc ghế đó chính là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội do bà Tòng Thị Phóng để lại. Một chức vụ cũng thuộc loại vô thưởng, vô phạt. Nếu đây là kịch bản đúng thì một lần nữa, ông Nguyễn Phú Trọng vừa đánh vừa xoa. Với ông Lương Cường bị loại ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng là bị đánh đau và bố trí cho chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là xoa. Và như vậy thì tương lai của ông Lương Cường sẽ ra sao? Khi bị mất chức ghế quyền lực thì xem như cơ hội tiến thần đã kết thúc. Nếu từ quân đội mà sang ban bí thư như ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa vừa mới nhận chức trưởng ban tuyên giáo thì đó là đang cơ cấu đi lên. Nếu ở lại Bộ Quốc phòng thì phải lấy được chiếc ghế Bộ trưởng mới hy vọng đi lên. Với trường hợp của ông Lương Cường thì giành chiếc ghế Bộ trưởng tuy kết quả vẫn chưa ngã ngũ nhưng khả năng ông thắng Phan Văn Giang là khá khó khăn. Đây là hình ảnh con đường tương lai của ông Lương Cường không được sáng sủa cho lắm. Hầu hết những ai bị đẩy qua Quốc hội thì xem như quyền lực đã đi xuống. Vì nơi đây không có thực quyền, người cao nhất là Chủ tịch Quốc hội vẫn là người có quyền lực thấp nhất trong tứ trụ của Việt Nam. Quốc hội của nước này thực tế nó chỉ mang tính biểu tượng vì nó chỉ biết bỏ phiếu theo chủ trương của Đảng mà dân gian thường diễu cợt là Quốc hội gật. Chính vì vậy nếu ông Lương Cường bị đẩy sang chiếc ghế Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thì xem như tương lai của ông đã kết thúc. Hiện tại cuộc chiến giữa ông Lương Cường và Phan Văn Giang vẫn chưa ngã ngũ.
đợi đến hội nghị trung ương lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 này chúng ta sẽ rõ hơn. Và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sau Đại hội 13, luôn luôn có những xáo trộn bất ngờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 với bản tin Vì sao Nguyễn Phú Trọng muốn loại tướng Lương Cường bằng cách vừa đấm vừa xoa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.